Quý cô bác và anh chị thân mến, Minh được tử vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, làm gì cũng hanh thông, vận lợi, buôn may bán đắp, làm một được mười, vận may liên tục kéo đến phúc lộc để đa giàu sang viên mạng tới già và nếu như quý cô bác anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải cũng như là thấy nội dung video hay hữu ích thì hãy like chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. chúc mừng tuổi kỷ dậu sinh năm 1969, được thần tài ban lộc ba tháng liên tiếp, vận may ùn ùn kéo tới, đổi vận giàu sang, tiền vàng đầy két nếu biết điều này. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi, kính chúc quý vị tháng mới có nhiều may mắn, tài lộc và thành công. Kính thưa quý vị, kỷ dậu sinh năm 1969 là một con giáp khổ trước, sướng sau chính hiệu. Nỗi buồn là cái sự sướng sau đó khá là hư vô và mờ mịt, còn cái khổ trước thì đã in hẳn trong thời thanh xuân của kỳ dậu rồi. Từ năm 2023 đổ về trước, bao nhiêu khó khăn, khổ sở, vất vả của cuộc đời đều đổ lên đôi vai của tuổi kỳ dậu, cơm chẳng đủ ăn, tiền chẳng đủ sống, chưa dám nói gì đến an nhàn, sung túc. Nhưng nếu bản mệnh đang hữu duyên nghe được video này, thì đừng vội nản trí nhé, bởi khi bước sang năm 2024, thầy Tử Vi dự báo sẽ có một thiên mệnh của người tuổi kỷ dậu sinh năm 1969, gặp đúng 3 tháng phát tài, vận khí hội tụ, khiến vận trình của bản mệnh bỗng chốc vụt sáng, mọi sự hanh thông bất ngờ, giúp bản mệnh trở thành con giáp giàu có ở tuổi 56, vừa nhàn hạ, lại may mắn trăm bề, phước đức đầy tay, mọi khó khăn, vất vả đều tan biến, thay vào đó là sự sung túc đủ đầy, tiền vàng ngập két, khiến ai ai cũng phải trầm trồ, thán phục. Vậy, để biết được vận trình cụ thể 3 tháng giữa năm 2024 của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 sẽ diễn biến như thế nào thì xin mời quý vị cùng theo dõi luận giải chi tiết ngay dưới đây của Minh Đường Tử Vi nhé. Thưa quý vị, xem tử vi của người sinh năm Kỷ Dậu cho biết, đây là người cơ trí khéo léo, nhiệt tình, có nhiều ước mơ, hoài bão cao cả và họ luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực để đạt được thành công trong cuộc sống. Thế nhưng, Kỷ Dậu lại hay tỉ mỉ quá, cầu toàn quá, khiến cuộc sống của họ luôn phải chịu bận bịu vất vả. Số này có quý nhân phù trợ, cả đời phúc lộc song toàn, gần quan, gần quý, nhưng không thể dựa vào người thân. Nếu có thể thúc đẩy trí hướng, thì nhất định đạt danh lợi, sinh vào mùa xuân, mùa hạ, sẽ làm dạng dỡ tổ tông, người sinh vào mùa thu, mùa đông, tài vận hành thông nhưng hay lo sợ không đâu, tuổi già sung túc, yên tâm hưởng lạc. Lục thập hoa giáp của kỳ dậu là đại trạch thổ tuổi trẻ phải bôn ba vì không có chỗ dựa nhưng luôn được thần phật bảo hộ bình an hậu vận phát đạt người này nếu có chí hướng thì sẽ tốt hơn vì mưu lược biết tính toán lại có số mệnh tương sinh hòa hợp làm ăn thịnh đạt nếu không có chí hướng thì chỉ bình bình qua ngày no cơm ấm áo không phải dư giả trong cuộc sống kỷ dậu nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn và kiên định có lập trường riêng bởi vậy mà tuổi kỷ dậu được nhiều người ngưỡng mộ kính nể người tuổi kỷ dậu khi làm việc rất chăm chỉ, cẩn thận, chu toàn, họ có thể đảm nhiệm nhiều vai trò, vị trí khác nhau và luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Tuổi kỷ dậu thường là những người có tầm quan trọng, ảnh hưởng lớn đối với đám đông, cộng đồng, mọi lời nói, hành động của họ đều được người khác tán thường, hưởng ứng, tính cách của con giáp này thích động chứ không thích tĩnh, họ thích đi chơi. Đến những chỗ náo nhiệt và làm quen với những người bạn mới, họ biết cách đối nhân, xử thế, biết cách để lấy được lòng tin của đối phương, mở rộng mối quan hệ của mình, làm lợi cho công việc cũng như cuộc sống sau này. Trong mắt mọi người, đây là con giáp phóng khoáng nhưng rất trầm ổn, có quyết tâm, có lòng kiên trì, khi khó khăn ập tới, biết cách xử lý vấn đề từng chút một, chú ý đến từng chi tiết, dùng chi tiết để áp đảo toàn cục, nhờ thế mà luôn dễ dàng giành được thành công. Cuộc đời kỷ Dậu tuy không được người thân giúp đỡ nhiều, nhưng thường tạo được nhiều mối quan hệ thân thiết được bạn bè giúp đỡ, kỳ dậu còn được mệnh danh là con gà nghiêm cẩn, không thích kẻ mồm mép, khôn lỏi, nên đặc biệt kỵ với người tuổi thân. Tuổi kỳ dậu có thể kết chi kỷ với những người tuổi sửu như tân sửu, kỷ sửu, quý sửu. Muốn liên kết làm ăn, thì người tuổi kỳ dậu chỉ hợp với người tuổi hợi như đinh hợi, tân hợi, ất hợi. Về phương diện sự nghiệp, những chú gà mệnh thổ có may mắn khi mà mọi sự đều thuận buồm xuôi gió, tất nhiên không tránh được những khó khăn bước đầu song khi vượt qua được những điều đó thì cả một tương lai tươi sáng đang chờ họ ở phía trước thành công càng ngày càng thêm rực rỡ người tuổi kỳ dậu mệnh thổ được quý nhân luôn ở bên mình nên chẳng điều gì có thể cản được bước chân họ họ dễ dàng giành được vị trí cao như mong muốn tuy nhiên thành công rồi chớ nên tự cao tự đại nếu không dễ trở thành mục tiêu ngắm bắn của những kẻ tiểu nhân điều tệ nhất là ngủ quên trên chiến thắng mà không hề hay biết trong khoảng thời gian mình nghỉ ngơi thì những người khác đã vượt qua từ rất lâu rồi con giáp này nên luôn tự nhắc nhở bản thân để không phạm phải sai lầm đó vận tài lộc của người tuổi kỳ dậu mệnh thổ chẳng tầm thường chút nào cuộc đời người này sống trong nhung lụa tài lộc phần nhiều do chính tay bạn tạo ra một điểm nổi bật của con giáp này là rất biết cách giữ tiền có tiền trong tay là dậu thổ sẽ nghĩ cách để tiền bạc càng ngày càng sinh sôi nảy nở càng ngày càng giàu có sung túc hơn người xem tử vi năm 2024 của người tuổi kỷ dậu, giai đoạn giữa năm, cụ thể là tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch tới, chính là thời điểm bùng nổ vận may và tài lộc của bản mệnh, khi được nhiều cát tinh ủng hộ, tinh thần hăng hái làm việc thuận lợi, hiệu quả công việc được nâng cao đáng kể. Đây là thời điểm lý tưởng để cô bác anh chị đẩy mạnh các hạng mục công việc, mở rộng quy mô kinh doanh hoặc biến giấc mơ làm giàu trở thành hiện thực. Được tả phù nâng đỡ, ví như những chú gà có được quý nhân trợ lực gặp khó khăn có người sẵn sàng giúp sức mọi khó khăn đều sớm bị đẩy lùi thay vào đó là những thành công đáng kể dù cô bác anh chị là nam hay nữ mệnh trong ba tháng tới đều gặp quý nhân hỗ trợ công việc chủ động mở rộng các mối quan hệ xã giao tự tin thể hiện tài năng cô bác anh chị sẽ thu về thành quả xứng đáng với những nỗ lực đã bỏ ra thêm nữa ba tháng này tướng tinh xuất hiện ở lộc vận cung ngụ ý đường quan lộc hanh thông bất ngờ những ai đang có ý định tranh cử chức vụ mới, thậm chí cả các chính trị gia, đều có thể nhân đàn này đẩy mạnh chiến dịch vận động tranh cử, sẽ nhận được đa số phiếu ủng hộ từ mọi người xung quanh. Nếu có ý định thay đổi công việc, cô bác anh chị có thể tiến hành trong thời điểm này, vận khí tăng mạnh, có quý nhân giúp sức, không lo thất nghiệp, đặc biệt trong tháng 5, 6-7 âm lịch này. Nguyệt lệnh lâm trường sinh báo hiệu sự tăng tiến cả về phúc đức, sự thành công và tài lộc, nhưng nên nhớ, vận khí biến thiên không ngừng, vận khí may rủi ra sao chưa thể lường trước, nhưng dám khẳng định một điều, sự nỗ lực và cố gắng của kỳ dậu mới là yếu tố quan trọng làm nên thành công. Vậy nên, hãy làm điều gì cô bác anh chị cho là cần thiết trong khả năng cho phép và để sau này không phải nói lời hối tiếc kỳ dậu nhé. Về phương diện tài lộc, xem tử vi phương đông, cùng với công việc thuận lợi, tài lộc trong tháng 5, 6 và 7 âm lịch của người tuổi kỳ dậu cũng khởi sắc trông thấy nguyệt lệnh lâm trường sinh và tài tinh chiếu mệnh tượng trưng cho tài lộc dồi dào không sớm thì muộn công việc kế hoạch mà bản mệnh đang theo đuổi cũng sẽ gặt hái trái thơm quả ngọt vậy nên khó khăn cô bác anh chị thấy trước mắt chỉ là tạm thời người kiên trì theo đuổi tới cùng sẽ là người về đích đầu tiên tình hình kinh doanh buôn bán trong ba tháng giữa năm này cũng khá lý tưởng tuổi kỳ dậu nắm trong tay nhiều đối tác khách khách hàng tiềm năng mạnh dạn tư vấn và khai thác đảm bảo sẽ ký kết được nhiều hợp đồng có giá trị lớn, tiền hoa hồng được hưởng đảm bảo tăng gấp nhiều lần so với thời gian trước. Đầu tư vào hạng mục mạo hiểm một chút cũng là điều mà tuổi kỳ dậu có thể thử sức, tài chính đã ổn, nhưng có tiền mà để nằm yên thì e rằng hơi phí, với đầu óc tính toán nhanh nhạy của cô bác anh chị, cộng thêm khả năng phân tích tình hình nhạy bén, đảm bảo bản mệnh sẽ mát tay trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, cần tìm hiểu các nguồn tin thật rõ ràng, kỹ lưỡng, tránh bị kẻ xấu lợi dụng hoặc lừa gạt trong hợp tác làm ăn. Tuổi kỳ dậu nên tìm người tuổi hợi, tỵ hoặc thìn, mọi sự tiến triển thuận lợi, khi cả hai có tiềm lực kinh tế tương đương cũng như sự hài hòa trong cách giao tiếp, sự bổ trợ trong các ưu nhược điểm. Lưu ý là trong giai đoạn này, cần đề phòng thiên cầu hung tinh hoành hành, gây hao tán tiền của. Ác tinh này có thể gây ra những sự cố, trục trặc bất ngờ, khiến kỳ dậu phải chi ra số tiền lớn, dẫn đến thâm hụt tiền của nhắc nhở bản mệnh cẩn tắc vô ưu hành sự thận trọng, biết người biết ta, không được khinh suất trong mọi trường hợp, tránh bị kẻ xấu đâm sau lưng quý cô bác anh chị nhé. Về sức khỏe trong 3 tháng tới, vận trình lâm trường sinh báo hiệu phúc thọ dồi dào, sức khỏe của tuổi kỷ dậu dẻo dai, không có gì đáng lo ngại. Hơn thế, những ai ốm đau, tiến hành phẫu thuật trước đó nhanh chóng hồi phục sức khỏe, trở lại cuộc sống thường nhật, làm mọi điều yêu thích như đi du lịch, phấn đấu cho sự nghiệp. Nếu muốn tham gia một số hoạt động thể thao mạnh, bản mệnh có thể thử sức bởi thể trạng của bạn hoàn toàn cho phép. Tuy nhiên, cần lưu ý giữ cường độ vừa phải, đừng quá sức dẫn tới đột quỵ khi cơ thể chưa kịp thích nghi. Sự xuất hiện của thiên cầu hung tinh có thể mang tới điểm tai nạn bất ngờ, và quẹt xe cộ, tuổi kỷ dậu đi đứng cẩn thận, tuân thủ luật lệ an toàn giao thông, tránh xa rượu bia khi lái xe. Hơn nữa, trong tháng 5, 6-7 âm lịch, tiết trời lại biến đổi liên tục, tuổi kỷ dậu cần chú ý dưỡng sinh, bảo vệ phổi, hạn chế các bệnh về đường hô hấp. Thời tiết giao mùa cũng là lúc những bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp hoành hành như cảm cúm, sốt virus, đau mắt đỏ, thủy đậu nên tăng cường nhóm thực phẩm có khả năng thúc đẩy sức đề kháng vào cơ thể như cam, quýt, trà xanh, gừng, rau xanh. Ngoài ra lưu ý rằng, tháng 5 còn gọi là tháng cô độc, tháng 7 là tháng cô hồn, âm khí được coi là vượng nhất không có lợi cho những ai cơ thể yếu nhược, đang mắc bệnh trong người. Những đối tượng này cần hạn chế ra ngoài vào ban đêm, buổi sáng sớm, tới những nơi có âm khí vượng như ao hồ, nghĩa trang, nơi hẻo lánh, tránh bị nhiễm âm khí, hàn khí, ảnh hưởng cả sức khỏe thể chất và tinh thần. Xem tử vi phương diện tình cảm, gia đạo cho người tuổi kỳ dậu trong tháng 5,6,7 âm lịch cho thấy, được nguyệt lệnh hỗ trợ, vận trình tình cảm của người tuổi này có những dấu hiệu thăng cấp bất ngờ trường sinh mang tới nhân duyên hữu hảo giúp bản mệnh có mạng lưới quan hệ rộng mở làm ăn thuận lợi công việc cũng thăng tiến nhanh như diều gặp gió đặc biệt nhờ có các tinh hậu thuẫn tần suất các cặp vợ chồng mâu thuẫn cái vã giảm đi trông thấy có lẽ gánh lo cơm áo gạo tiền đã khiến các cặp đôi dần xa cách lạnh nhạt ai rồi cũng sẽ như vậy hôn nhân cần trách nhiệm nhiều hơn những thứ mông lung miễn là cả hai luôn hướng về nhau cùng vun đắp hạnh phúc gia đình, đảm bảo tình cảm luôn gắn kết, con cái cũng trưởng thành, khiến bạn càng yên tâm hơn. Nhìn chung trong 3 tháng tới, vận khí dồi dào, mang tới nhiều may mắn hơn cho người tuổi kỷ dậu, trạng thái tinh thần của cô bác anh chị cũng thêm phần phấn chấn và vui vẻ, thêm quyết tâm hoàn thành các mục tiêu của mình, cứ cố gắng. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng của tuổi kỷ dậu, xin mời quý vị, cô bác anh chị cùng chú ý theo dõi tử vi tuổi kỳ dậu tháng năm âm lịch. Xem tử vi tháng 5 năm 2024 tuổi kỳ dậu âm lịch cho thấy, nhờ nguyệt lệnh lâm trường sinh và sao tả phù nâng đỡ, công việc của bản mệnh đã khá hơn trước rất nhiều. Một vài kế hoạch mới được triển khai và các việc giang dở trước đó cũng được giải quyết triệt để. Khi có kế hoạch, mục tiêu rõ ràng, được người có kinh nghiệm giúp đỡ, nhờ vậy mà cô bác anh chị có thể đạt được một số thành công nhất định. Nguồn thu nhập trong tháng mới của kỳ dậu cũng được dự báo nhiều sự cải thiện thậm chí nhờ có thực thần soi giỏi mà nhiều người tìm thấy cơ hội gia tăng tài chính trong thời gian ngắn. Có khá nhiều người đã giúp đỡ và có đóng góp vào thành công của bản mệnh, nên đừng quên cảm ơn những người đã kể vai, sát cánh với mình nhé. Trong tháng canh ngọ, đường tình duyên của con giáp này không có gì đáng ngại, vì bạn biết cách cân đối thời gian hợp lý để không phải phân vân lựa chọn giữa sự nghiệp và tình cảm, gia đạo ấm êm, còn kia ngoan ngoãn, người độc thân cũng có cơ hội được gặp gỡ, kết thân với đối tượng khác giới. Có điều, kỵ nhất là thái độ mập mờ, không dứt khoát, hay đứng núi này trông núi nọ, rất dễ đánh mất cơ hội tìm thấy hạnh phúc đích thực. Vận sức khỏe bình ổn, hầu như không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu thường xuyên làm việc với cường độ cao, thì cơ thể khó tránh cảm giác mệt mỏi, uể oải. Tuổi kỳ dậu nên chú ý nghỉ ngơi điều độ, đừng cố quá khiến bản thân quá tải. Quý nhân, ngọ, thìn. Tiểu nhân, sửu, mão, màu sắc may mắn tím vàng tử vi tuổi kỳ dậu tháng 6 âm lịch tiếp là tử vi tháng trước mới này người tuổi kỳ dậu có thể sẽ gặp nhiều điều thuận lợi ở hầu hết các phương diện từ công việc tình duyên tài lộc tới sức khỏe trong tháng mới sự hứng khởi của bạn cũng khiến bạn mệnh trở nên nổi bật vô cùng trong công việc bằng sự thông minh sáng tạo của mình con giáp này đã khẳng định được vị trí trong công ty gặt hái được thành công công việc như ý lương tăng, tiền thưởng là điều tất yếu, khiến kỳ dậu hài lòng, cấp trên cũng vui vẻ, trao cơ hội cho cô bác anh chị. Dù vậy, cô bác anh chị càng tỏa sáng, càng dễ bị tiểu nhân ghen ghét, nóng mắt. Do đó, cô bác anh chị cũng nên chú ý thái độ và cách hành xử, chứ nên kiêu ngạo, kẻo tự rước họa vào thân. Dẫu không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng từ phía mình, chỉ cần cô bác anh chị hành động đúng mực thì không có gì phải lo lắng. Tháng này, Kỳ dậu cũng có thể gặp được những mối đầu tư mang tính thách thức, nhưng bù lại, lợi nhuận hứa hẹn vô cùng rùng rỉnh trong tháng kỳ mùi này. Nếu biết đánh giá tình hình chính xác, cô bác anh chị có thể tránh được những tổn thất không đáng có, cũng như kiếm được một khoản lời lãi kha khá cho mình. Chuyện tình cảm của người tuổi kỷ dậu khá êm đềm trong khoảng thời gian tháng 6 âm lịch. Bạn và nửa kia duy trì được cảm xúc ổn định thường xuyên chia sẻ suy nghĩ với nhau và cùng nhau trao đổi, giải quyết mọi vấn đề. Theo dõi tử vi năm 2024, bước sang tháng 6, nguy cơ ốm yếu, bệnh tật tăng cao, sức khỏe của tuổi kỷ dậu khó mà được như ý. Suốt quãng thời gian vừa qua con giáp này đã mệt mỏi, căng thẳng quá nhiều, không nghỉ ngơi được tốt, áp lực dồn nén lâu ngày, sức khỏe bị bào mòn theo thời gian, con giáp này kém ăn, kém ngủ, tinh thần xa sút thể lực cũng sụt giảm, sức đề kháng yếu đi, tạo cơ hội cho bệnh tật vùng lên hãy chú ý để chăm sóc bản thân mình cho thật tốt. Đừng tiếc rẻ công việc, tiền bạc, bởi khi sức khỏe không có, thì những thứ kia cũng chỉ là phù du. Quý nhân, mão, tuất, tiểu nhân, ngọ, thìn, màu sắc may mắn, vàng, hồng. Tử vi tuổi kỳ dậu tháng 7 âm lịch Xem tử vi tháng 7 âm lịch, gặp phải thất sát, tài lộc của người tuổi kỳ dậu bị tổn hao đáng kể kiếm được tiền rồi cần quản lý tiền bạc thật chặt kẻo bị hao tổn. Tháng này có nhiều việc phải dùng tới tiền, chi tiêu cân đối kẻo dễ rơi vào tình trạng vay mượn, nợ nần, được tam hội cục nâng đỡ, tình hình công việc của người tuổi kỳ dậu khả quan, không vấp váp trở ngại lớn, một số sự việc xảy ra bất ngờ, bản mệnh vẫn kịp đối phó, hầu như không để lại hậu quả nào nghiêm trọng. Tình cảm trục trặc, các mối quan hệ xã giao thiếu sự hài hòa, nên thận trọng trong giao tiếp, đừng tỏ vẻ cao ngạo hay khích bác người khác bách việt đào hoa có lợi cho người độc thân trên hành trình tìm kiếm nửa kia cho mình nhưng nhắc nhở bản mệnh cần rõ ràng trong chuyện tình cảm đừng mập mờ kẻo vướng vào tình tay ba với người đã lập gia đình bỗng dưng trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc nhà người khác về sức khỏe không được nguyệt lệnh ủng hộ tình hình sức khỏe của người tuổi kỳ dậu giảm sút rõ rệt vận trình lâm tử ở dậu không chỉ khiến bản mệnh tái phát bệnh cũ mắc thêm một vài bệnh vặt vãnh lâu khỏi mà còn khiến bản mệnh đa sầu, đa cảm, tinh thần áp lực, suy nghĩ nhiều mà không tìm ra giải pháp khắc phục. Những lúc thế này, hãy chia sẻ với người mà cô bác anh chị tin tưởng, cũng như tích cực hơn trong cuộc sống, thì mọi chuyện sẽ dần tốt đẹp, bệnh tật sẽ dần lùi xa. Bản mệnh hãy nhớ, bệnh ba phần do bệnh, còn lại bảy phần là do tinh thần mà ra, đặc biệt là trong tháng cô hồn, tuổi kỳ dậu cẩn thận trọng kẻo gặp hỏa huyết quang, tai nạn bất ngờ, làm gì cũng cần phải cẩn thận nhất là khi tiếp xúc với những vật sắc nhọn và có tính sát thương cao. Quý nhân, tị, sửu, tiểu nhân, ngọ, thân, màu sắc may mắn, vàng, hồng. Quý vị thân mến, tuổi kỷ dậu cầm tinh con gà, tượng trưng cho sự tự tin, kiêu ngạo và tích cực. Những người tuổi kỷ dậu là người sôi nổi và có bề ngoài loè loẹt, tuy nhiên, họ cũng là người trung thành, đáng tin cậy với tính cách trung thực và thẳng thắn người tuổi kỷ dậu tự hào về chính họ và không thấy e ngại về thái độ huênh hoang của mình. Họ cũng là người biết quan tâm, tình cảm và lãng mạn, tận tụy, tích cực và chăm chỉ làm việc là hai đặc điểm của người tuổi kỷ dậu, giúp họ thành công trong sự nghiệp. Họ cũng có xu hướng đặt sự nghiệp làm mục tiêu hàng đầu trong cuộc đời. Vậy vận số của người tuổi kỷ dậu ra sao? Sinh vào thời điểm nào mới được giàu sang, phú quý, đường đời suôn sẻ? cùng minh đường tử vi xem vận mệnh người tuổi kỷ dậu xét theo tháng sinh âm lịch cô bác anh chị nhé. Sinh tháng riêng Người tuổi kỷ dậu sinh và tiết đầu xuân thường có sức khỏe tốt, giỏi giao tiếp, giỏi tính toán mọi việc, đời sống vật chất đầy đủ. Sinh tháng 2 Sinh và tiết kinh chập là người năng động, nhân nghĩa, cuộc đời thuận lợi, thành công trên con đường kinh doanh. Sinh tháng 3 Sinh và tiết thanh minh là người rất thông minh, nhạy bén, có tài ứng biến linh hoạt, người này được hưởng phúc tổ tiên, thành danh sớm, cuộc sống sung túc, con cháu đông vui. Sinh tháng tư Sinh và tiết lập hạ, là người trí khí, có tài văn chương và năng lực chỉ huy, do có tính kiêu ngạo nên không được lòng người, trong đời hay gặp nguy hiểm, hậu vận lành ít, giữ nhiều. Sinh tháng năm Là người hòa đồng, tính tình điềm đạm, tuy cuộc sống vật chất đầy đủ, nhưng công việc không được như ý. Hậu vận vất vả, Người này nếu chỉ nhờ vào phúc tổ tiên mà không tự mình vươn lên, thì chỉ có được sự thành công ngắn ngủi. Sinh tháng 6 Người tuổi kỷ dậu sinh và tiết tiểu thử thường ít may mắn, mọi việc không thuận lợi, buồn nhiều vui ít, nếu biết giữ mình sẽ tránh được những tai họa trong đời. Sinh tháng 7 Sinh và tiết lập thu là người thông minh, nhạy bén, có ý chí quyết đoán, nếu biết cố gắng vươn lên sẽ có thu nhập cao và trở nên giàu có. Sinh tháng 8 là người thông minh, nhanh nhẹn, có ý chí vươn lên khó khăn, gian khổ, cuộc sống thường tốt đẹp, sự nghiệp thành công, danh lợi vẹn toàn. Sinh tháng 9 Sinh vào tiết hàn lộ, là người tự lập, phong lưu, gặp nhiều thuận lợi, nếu biết tự vươn lên trong cuộc sống, thì con đường tài danh sẽ rộng mở, cả đời được vui vẻ hưởng phúc. Sinh vào tháng 10 Người tuổi kỷ dậu sinh và tiết lập đông có tài năng, nhưng trong đời gặp nhiều chuyện không vui nếu muốn thành công phải nhờ vào sự giúp đỡ của người khác. Sinh tháng 11 Người sinh vào tiết đại tuyết công danh, sự nghiệp không ổn định, số mệnh vất vả, gặp nhiều bất lợi, phải tự thân vận động. Sinh tháng 12 Sinh vào tiết tiểu hàn thường có tài năng hơn người, tuy vậy lại khó thành công trong sự nghiệp, số này có lộc nhưng mệnh ngắn, khó được hưởng phúc trọn vẹn, chú ý bồi dưỡng sức khỏe và siêng năng làm việc thiện để gia tăng thọ mệnh và phước đức quý vị thân mến trong chuyên mục nhân sinh cảm ngộ hôm nay minh đường tử vi xin được chia sẻ tới quý vị câu chuyện phật bỏ mặc kẻ trừ rùa mình thời đức phật có một số kẻ đối đầu họ không thích ngài và có lần một thầy bà la môn léo đẽo theo sau chửi khi nhìn thấy ngài nhưng phật cứ vờ như không nghe và thong thả đi thầy bà la môn tức giận quá chặn phật để vặn hỏi ngài cô đam ngài có điếc không phật đáp không không điếc sau khi nghe tôi mắng chửi mà không có phản ứng ta không điếc việc mắng chửi của ông có liên hệ gì với ta đâu. Phật liền nói ví dụ như nhà ông có dỗ mời bà con quyến thuộc tới dự khi họ sắp về ông gói quà bánh tặng những người ấy không nhận thì quả đó về ai? ông bà La Môn đáp nếu họ không nhận thì quả đó về tôi chứ ai? Phật bảo cũng vậy ông chửi ta mà ta chẳng nhận thì những lời mắng chửi đó xin gửi lại cho ông. Bài học rút ra ở đây là chẳng cần cố gắng dùng lời nói để chứng minh mình đúng cho dù là phải đối mặt với lời phỉ báng hay bị người khác công kích, họ cũng có thể dùng hành động để chứng minh mình vô tội và trong sạch. Đừng cho rằng tranh hơn thua là hay, vì chúng ta càng vướng vào phiền não, rõ ràng nhẫn nhịn là điều hết sức quan trọng, không phải việc thường. Vì thế, chúng ta phải rèn luyện đức nhẫn nhịn mạnh mẽ, như vậy việc làm mới thành công. Lời Phật dạy về hơn thua. Chúng ta đều hiểu rằng, những đấu đá hơn thua đều mang lại kết cục không tốt đẹp. Thế nhưng không phải ai cũng có thể kiềm chế bản thân, lấy nhu thắng cương. Do đó, theo lời dân dạy của Phật, chúng ta phải biết kiềm chế bản thân, lửa nào bằng lửa tham, chấp nào bằng sân hận, lưới nào bằng lưới si, sông nào bằng sông ái. Chúng ta sống ở cõi ta bà này thoáng chốc đã chỉ là cát bụi. Người xưa thường nói, có lương thực ngàn gánh cũng chỉ ăn một ngày ba bữa, có căn nhà lớn mười tầng cũng chỉ ngủ ở một gian. Báu vật trăm xe ngựa trong lòng vẫn có buồn phiền, quan to lộc hậu cũng là đi làm hàng ngày, vinh hoa phú quý cũng chỉ là thoáng qua như mây khói. Con người đối với nhau lại thường xuyên ganh đua, đấu đá, chỉ khiến chúng ta hao tâm tổn trí, cuối cùng mang theo được những gì, lấy không giận thắng giận, lấy thiện thắng không thiện, lấy thí thắng san tham, lấy chân thắng hư ngụy. Trong thế giới ồn ào này, người ta lừa gạt, oán trách nhau, đố kỵ nhau đều là kết quả của sự tranh giành, công khai tranh giành, âm thầm tranh giành, tranh giành lợi ích lớn, tranh giành lợi ích nhỏ hôm qua tranh giành, hôm nay tranh giành, rốt cuộc suy cho cùng, tranh giành cũng chỉ để thỏa tâm ích kỷ mà thôi. Cuộc sống hiện tại chúng ta hay chê bai nhau rằng, nếu không biết tranh giành lợi ích, địa vị, tiền tài, vật chất thì là người ngốc, si đần. Thế nhưng theo lời dân của Phật, bạn sẽ nhận ra rằng, tranh cãi với vợ, chồng, nếu bạn thắng thì tình cảm nhạt phai. Trong cuộc sống, chúng ta thường xuyên thấy cảnh người vợ không thuận lợi trong công việc, liền mượn cớ phát sinh bực tức, cáu giận với chồng người chồng vì thể diện của bản thân mà trước mặt bạn bè người ngoài sai khiến người vợ người vợ không chịu được cảnh ấy và thế là mối quan hệ êm đẹp trở nên bất hòa còn bất hòa với cha mẹ vì tranh thắng thua hiểu đức sinh thành của cha mẹ chúng ta sẽ nhận ra rằng chỉ cần chúng ta đừng tranh giành thắng thua với cha mẹ đó mới là sự hiếu thảo lớn nhất tranh cãi với bạn hữu nếu bạn thắng thì bạn hữu dần xa chẳng phải ngẫu nhiên mà ta hợp với ai đó bạn bè cũng vậy nếu có duyên gặp gỡ thì nên trân trọng tình cảm của nhau hơn thua với khách hàng để làm gì vì nếu bạn thắng thì cũng mất khách hàng tranh cãi với đồng nghiệp nếu bạn thắng thì đồng nghiệp xa dần một khi tranh giành được quyền và tiền trong tay thì hạnh phúc sẽ mất đi tranh giành được thanh danh thì niềm vui cũng sẽ không tồn tại những thứ không thuộc về bản thân mà tranh giành được sẽ khiến tâm bất an nhưng người xưa tin rằng những thứ mà con người đạt được trong đời này là do phúc báo của họ mà có tranh giành chỉ làm tổn hại đến người khác và tổn đức của bản thân mà thôi một khi tấm lòng rộng mở hơn thì bạn bè phú quý cũng sẽ nhiều hơn bớt hơn thua để hạnh phúc đến gần ta hơn theo lời phật dạy về hơn thua bạn cần ghi nhớ một điều rằng để giảm bớt tranh giành hay quan niệm người nhiều tiền hay ít tiền đủ ăn là được rồi người xấu hay đẹp vừa mắt là được rồi người già hay người trẻ khỏe mạnh là được rồi gia đình giàu có hay nghèo túng hòa thuận là được rồi chồng về sớm hay muộn, có về là được rồi. Người vợ phàn nàn nhiều hay ít, lo việc nhà là được rồi. Còn cái dù làm tiến sĩ hay bán hàng ngoài chợ cũng được, an tâm là được rồi. Nhà to hay nhà nhỏ, có thể ở là được rồi. Trang phục có thương hiệu hay không, có thể mặc là được rồi. Ông chủ không tốt có thể chịu được là được rồi. Hết thầy phiền não có thể giải được là được rồi. Cả đời người bình an là được rồi. Vâng, quý vị thân mến, chương trình đến đây là hết chúc quý vị và các bạn có cuộc đời bình an hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại